Xin chào tất cả các bạn Thì như các bạn đã biết thì Yamaha Seawood FB 2023 mới cải tiến về cái thiết kế tùy chỉnh động cơ cải thiện những cái tính năng mới các bạn và được nâng cấp từ cái mẫu CPI 2022 để nâng cấp lên một mẫu CPI 2023 hoàn toàn mới các bạn thì ở phiên bản CPI 2023 thì bán ra là ba phiên bản tại Việt Nam nha các bạn thì Yamaha Seawood FB 2023 được phân phối là chính hãng với ba phiên bản là phiên bản dành đúc là phiên bản uh, phanh đĩa và phiên bản phanh cơ đó thì theo cái mô tả thì mẫu Seawood FI uh, được thiết kế mới hoàn toàn các bạn thấy không ở một mẫu xe được thiết kế nâng cấp về cái vẻ bề ngoài mới hoàn toàn khác với cái mẫu ở dòng CB 2022 các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là màu xanh xanh nhám là xanh nhám bạc các bạn được phối một cái tem xanh biển cực kỳ là đẹp luôn đó các bạn thấy không một mẫu xe được phối những cái tem đơn giản mà nó mang lại cái dễ đẹp và cái sự hài hòa cho cái dòng CBU 2023 với cái màu xanh nhám bạc à, hoàn toàn mới các bạn. thì à, mẫu xe CPI mới à, bổ sung những cái tính năng tới khách hàng coi xe như là một cái phương tiện các bạn di chuyển hàng ngày trong cái đô thị cạnh tranh với đối thủ là Honda đã quay các bạn. thì mẫu xe mới Seawood FI kiểu dáng thể thao hơn, gọn gàng và thanh lịch hơn. Thì lượt bỏ những cái chi tiết gầm gà thì yếm xe được thiết kế mới tăng cái không gian để chân này các bạn. Yên xe thì được rút nhọn với cái phần mỏng yên điều chỉnh cho người lái xe lên xuống chống chân thoải mái hơn. Thì thay đổi lớn nhất nằm ở cái đèn trước định vị được đèn pha các bạn được gom lại đặt kề với cụm đèn pha dễ dàng nhận diện cái mẫu CB 2023 hơn ừ, nhé. Thì động cơ CB mới tùy chỉnh hệ thống phun xăng à, sử dụng bích tông nhiệt đúc các bạn bằng hợp kim nhôm với trọng lượng nhẹ với cái cò mổ con lăn giúp giảm ma sát xi lanh kiểu ống gai tăng cái hiệu sức à, và hệ thống uh, ống xả các bạn thì giảm cái tiếng ngột. thì dòng CB mới được trang bị là động cơ 115 phân khối một xi lanh làm mát bằng không khí hệ thống phun xăng điện tử thì công suất đạt đến là 8.5 mã lực tại ngàn dòng trên phút với cái moment sắn cực đại lên đến 9.5 Newton được bạn tại 5.500 dòng trên phút nha ở dòng CP 2023 cũng là hộp số 4 cấp tùy chỉnh nha các bạn thì ngoài về kế thiết kế tùy chỉnh động cơ thì Seawood FI uh, mới còn bổ sung những cái tính năng như đèn pha chiếu sáng ổn định nhờ cái hệ thống phát điện hai chiều mới các bạn thay cho loại một chiều thế hệ cũ thì khung sườn của dòng CP mới 2023 thì uh, là khung sườn Uribon các bạn trọng lượng cực kỳ là nhẹ luôn với cái sự cân bằng hơn khi mình điều khiển thì ở dòng Sipi 2023 còn về cái hộp chứa độ rộng gãi thì tăng cái khả năng để vừa được một một cái mũ bảo hiểm nữa đầu và những cái vật dụng um, cá nhân khác các bạn và với cái, cái tính năng mở yên là mở trực tiếp là ổ phá trên luôn nha các bạn các bạn theo một sự bố trí hài hòa giữa cái phần xin nhan với yếm các bạn theo một cái mẫu yếm thì được thiết kế gời nha các bạn gồm mặt nạ là hai máy bên với đèn xi nhan đó ba cái uh, gời cho mình dễ đôi khi các bạn thay thế những phương tùng nó nó giảm chi phí của mình thay thế các bạn ở cái mẫu trước thì nó liền nguyên khối luôn các bạn các bạn thấy không một mẫu yếm màu xanh nhám được phối một cái tem màu xám cực kỳ là đẹp luôn nó đơn bố trí một cách đơn giản nhưng mà nó tăng cái vẻ đẹp cho dòng CPI 2003 các bạn thì ở động cơ của dòng CPI là 115 đó với uh, các bạn thấy không được thiết kế một cái nắp đầu bò uh, nguyên khối cực kỳ là đẹp với cái hệ thống phun xăng điện tử nằm trên nghe các bạn các bạn thấy không? hầu như là các thiết kế mới của dòng Ha là ốc dàn chân đều đi cái ốc trắng đó cho các bạn cho nó sáng cái dàn chân lên nghe các bạn với ở dòng CP 2023 yếm trước thì cũng được là mình dàn ốc thay vì ở uh, mẫu trước thì uh, thì dàn ốc còn mẫu CP 2023 vừa dàn ốc mà vừa cà phê cực kỳ là chắc với nó chống được cái độ tè các bạn theo các bạn chạy mà nó ghè mũ đó, đó bạn thấy không một cái mẫu xe hoàn toàn mới được thiết kế một cách đơn giản nhưng mà nó mang lại cái vẻ đẹp và cái sự tinh tế ở dòng CP 2023 mới hoàn toàn các bạn một mẫu xe mà tầm trung thích hợp cho tất cả các anh em đó thì mình cũng nói về cái dòng CP 2023 với ba cái phiên bản nào các bạn mình sẽ giới thiệu từng phiên bản và từng màu nó có nhiều màu lắm cho các bạn lựa chọn luôn thứ nhất là phanh phanh cơ màu mới là màu là có đen xám nè các bạn à, đỏ đen và trắng xanh xanh xám còn ở phanh đĩa màu mới á, là có là đen xám đỏ đen trắng xanh và xanh xám này các bạn ở dành đúc thì nó có màu xám đen vàng à, đen bạc đỏ đen và xám ánh xanh bạc đen các bạn còn phiên bản của mình đang quay là phanh đĩa màu mới đó là màu xanh xám đó. các bạn thấy không một cái sự đồng hồ cái mặt đồng hồ mình nhìn cực kỳ là đẹp luôn nó thiết kế một cách thon gọn đó hiển thị đa chức năng là số là 1234 mo à, báo km nào, báo là báo xăng nằm bên tay phải với một có thêm một cái đèn eco các bạn, báo tiết kiệm nhiên liệu ở bên tay trái là nút cốt pha xi nhan và nút còi đó, nó thiết kế một cách gời luôn cho các bạn đôi khi mình hư cái những cái nút đó, mình thay có thể nó nhẹ chi phí hơn ở thiết kế nguyên cộng các bạn còn ở dòng CP 2023 thì bên tay phải là không có nút tắt đèn chỉ có nút khởi động thôi nghe các bạn đó các bạn thấy không một sự bố trí uh, cái phần đầu cực kỳ là đơn giản đó mình nhìn từ cái ở trên xuống thì mình thấy ở cái phần đồng hồ vẫn sử dụng mặt đồng hồ analog mà nó nó thiết kế đơn giản mà nó hiển thị đầy đủ tất cả các thông tin đó ở dòng CFI uh, mới này thì cũng sử dụng chìa phá dẹp nha các bạn bốn trong một như mở phá nào mở yên uh, phá cổ hoặc uh, phá từ đó các bạn thấy không? một cái sự bố trí cái hiếm trong nó bo nó, nó che phức cái phần chân khi mà các bạn ngồi lái cực kỳ là là ấy luôn đẹp luôn các bạn các bạn thấy không một cái cản cái cản được cũng được phối cái màu xám xám nhám cực kỳ là đẹp nó ôm với cái phần đèn đèn hậu của dòng CPI 2003 cũng được thiết kế mới lại nó dẹp được vuốt nhọn lên trên các bạn hiển thị tất cả các ánh đèn trong một cái khối đèn như xin nhan đèn pha đèn stop các bạn các bạn thấy không? một cái phần yếm của dòng CP. Đó, cái mẫu yếm được uh, bố trí một cái tem uh, Seawood FP mới với màu xanh, cực kỳ là tinh tế với uh, bắt mắt với một cái tem màu xám các bạn, cực kỳ là đẹp ở phần ấp sườn luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Một mẫu tem 3D mới hoàn toàn. Hai cái yếm trong thì được phối là màu xám để nó tạo cái điểm nhấn cho dòng CP 2023 màu xanh xám các bạn. Các bạn thấy góc yên không? Góc yên mình nhìn ở dòng Seawood thì hầu như là cái góc yên mình ngồi cực kỳ là thoải mái với ở dòng CB 2023 được cải tiến lại khi mà các bạn leo lên leo xuống thì nó 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 nó, không có bị dướng chân quá các bạn đó phần ống xả thì cũng được thiết kế nhỏ gọn hơn được uh, phối một cái Oppo liền chạy dài về sau cực kỳ là đẹp luôn đó, các bạn thấy không? mình nhìn ngang thì mẫu CB 2023 thì hầu như cái thiết kế mình nó thấy không dòng xe này không có to quá mình thấy lại vừa với cái dáng của người Việt mình các bạn thì ở phun xăng điện tử thì mình thích nhất là cái khởi động các bạn thường thường giấy sáng nó dễ khởi động hơn ở bộ chế hoa khí các bạn mình nhìn tổng quan cái dòng CB 2023 thì ở dòng CB 2023 nhiều màu luôn các bạn à, đa màu luôn thì đa số tất cả các thiết kế mới của dòng ha đều là chú trọng vô gì cái màu sơn dễ bề ngoài các bạn như là được phối tem mới nè à, màu sơn mà tất cả các mẫu màu si trước hiện tại không có các bạn thấy không một sự bố trí hài hòa giữa cái phần đầu đèn các bạn nhìn ở phần trước nhìn tới thấy một mẫu xe à, nó không có to quá các bạn nó vừa tầm trung thôi nó, nó 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 mình nhìn nó không có bị thô quá nó không có lớn quá đó các bạn thấy không được bố trí một cái sự hài hòa giữa cái pha đèn trên đó. ở dòng CP 2003 thì vẫn sử dụng là bóng halogen các bạn ơi, nếu mà các bạn thích ở cái mẫu xe với cái màu xanh xám này thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký để mình ra nhiều với clip tiếp theo với nhiều cái màu màu mới nhất cho các bạn tham khảo để chọn được một cái mẫu xe mà mình ưng ý nhất nha. Xin chào, cảm ơn các bạn rất nhiều.